Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tải và đăng nhập game FIFA Football hay còn gọi là FIFA Mobile hay là FIFA Mobile 22 ở trên điện thoại Android nhé. Cái tựa game này thì hiện tại nó chưa được phát hành ở Việt Nam nên là các bạn muốn tìm tải nó ở trên cái cửa hàng Play Store thì nó chưa có nhé. Đây, các bạn có thể thấy đây. Mình tìm thì nó có bảo là ứng dụng này nó không có ở khu vực Google Play của bạn. Và mình có kéo xuống bên dưới thì cũng không hề thấy luôn này. Các bạn muốn tải được cái tựa game FIFA Football này ở trên Play Store thì sẽ cần phải thực hiện thêm một vài bước nữa. Và cái tựa game này thì nó sẽ có hai cách để tải chính. Còn cách đăng nhập thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ở cái phần cuối của video này nhé. Nên là các bạn cần phải xem kỹ video và thực hiện từng bước để cho khi mà các bạn đăng nhập thì nó không có bị lỗi nhé. Ok, bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tải trước. Đầu tiên sẽ là tải nó ở trên cái cửa hàng ứng dụng Google Play Store. Cách này thì các bạn cần chuẩn bị cho mình một cái tài khoản Google trắng mà các bạn chưa từng sử dụng nó để đăng nhập vào cái cửa hàng Google Play Store. Và các bạn vào trong cái phần cài đặt và vào cái phần tài khoản Google rồi thêm cái tài khoản đấy vào trong này nhé. Đây thì do là mình đã thêm vào rồi nên là mình sẽ không cần phải thêm. Đây mình có khá nhiều tài khoản luôn này. Tiếp đến thì các bạn lên trên cái cửa hàng Google Play Store tải cho mình một cái ứng dụng Fake IP. Mình thì hay dùng cái ứng dụng là Kiwi VPN, còn các bạn thì có thể sử dụng ứng dụng nào cũng được. Miễn sao là các bạn có thể sử dụng nó để fake IP qua được Singapore là được nhé. Cái ứng dụng này thì mình cũng đã tải về sẵn rồi. Bạn nào chưa tải thì hãy tải trước đi. Lát nữa mình còn cần cái ứng dụng này để mà fake IP để mà đăng nhập vào game nhé. Sau khi các bạn đã tải cái ứng dụng này về rồi, các bạn mở cái ứng dụng này lên và các bạn tiến hành fake IP qua Singapore nhé. Mấy cái bước này thì nó khá là đơn giản nên chắc bạn nào cũng sẽ biết thôi. Các bạn kéo xuống bên dưới tìm cái phần máy chủ để kết nối nhé. Ở đây thì nó sẽ có quảng cáo, các bạn chờ chút. Khi nó chạy quảng cáo xong thì các bạn vào chọn cái máy chủ cho mình là Singapore nhé. Ở đây thì nó có khá nhiều server luôn. Các bạn chọn vào một server rồi các bạn ấn kết nối thôi. Khi nó đã kết nối xong thì ở bên trên nó sẽ có cái biểu tượng là VPN ở cạnh cái cột sóng kia nhé. Như vậy là chúng ta đã kết nối xong. Tiếp đến thì các bạn hãy xóa sạch cái dữ liệu của cái app cửa hàng Google CS Play đi. Các bạn giữ vào nó rồi vào cái phần thông tin ứng dụng và các bạn xóa sạch dữ liệu đi nhé. Xong các bạn mở tiếp cái cửa hàng Google CS Play lên. Dạo này nó bị đứt cáp quang nên là mạng nó hơi kém, các bạn thông cảm chút nhé. Các bạn ấn vào cái phần tài khoản. Giờ các bạn ấn vào cái mũi tên cái phần danh sách tài khoản. Ở đây thì các bạn hãy tìm đến cái Gmail mà lúc nãy các bạn vừa mới thêm vào đấy nhé. Cái Gmail trắng đấy. Các bạn ấn vào cái Gmail đấy rồi ấn đăng nhập vào nó. Những bạn nào mà sử dụng cái Gmail trắng lần đầu tiên đăng nhập vào cái cửa hàng Google Play Store ở bên Singapore này thì nó sẽ có hỏi là các bạn có chấp nhận với cái điều khoản dịch vụ của nó không, đại loại kiểu đấy. Và các bạn ấn đồng ý nhé. Do là cái Gmail này của mình thì đã từng sử dụng nó để đăng nhập vào cái cửa hàng Google Play Store ở bên Singapore nên là nó không có hỏi nữa. Và mình có tìm tải game FIFA Football thì nó sẽ hiện lên ở đây luôn này. Đây. Và bây giờ thì mình có thể ấn tải xuống và cài đặt ngay. Đây sẽ là cái phiên bản có ở trên cái cửa hàng Google CS Play ở cái khu vực Singapore nhé. Còn ở cái khu vực Việt Nam của chúng ta thì nó không có. Dù các bạn có tìm thấy thì nó cũng không thể tải được. Và đây sẽ là cái cách đầu tiên mà mình hướng dẫn các bạn cách tải tựa game FIFA Football hay còn gọi là FIFA Mobile. Tiếp đến sẽ là cái cách tải thứ hai. Cách này thì nó khá là đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần tải xuống một cái file APK và tiến hành cài đặt thôi. Các bạn mở cho mình một cái trình duyệt nhé. Trình duyệt nào cũng được. Rồi các bạn đánh cho mình cái địa chỉ là apkpure.com nhé. Bạn nào mà hay tải những cái ứng dụng bên ngoài về cài trên điện thoại Android thì chắc là còn lạ lẫm gì về cái trang web này nữa. Hoặc các bạn cũng có thể tải xuống cái app này để mà cài trên máy của mình luôn. Giờ các bạn vào cái phần tìm kiếm. Các bạn tìm cho mình cái cụm từ là FIFA Football nhé. Ở đây thì nó sẽ có khá nhiều phiên bản và các bạn tải xuống cho mình cái phiên bản quốc tế nhé, phiên bản global nhé. Rồi các bạn kéo xuống bên dưới rồi ấn tải file APK về cài đặt thôi. Các bạn ấn xuống cái dòng thứ hai nhé. Đây, mình đã ấn tải xuống này và bên trên nó có thông báo tải xuống này. Các bạn ấn vào trong này để kiểm tra nhé. Bây giờ thì các bạn chờ nó tải xuống xong và chúng ta tiến hành cài đặt thôi. Sau 47-49 phút chờ mạng như rùa bò thì cuối cùng mình cũng đã tải file APK về xong. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành ấn cài đặt nhé. Các bạn cứ ấn vào cái file rồi cứ ấn cài đặt như bình thường thôi. Mấy cái này thì những bạn nào mà sử dụng điện thoại Android thì chắc là bạn nào cũng biết rồi.
Rồi, như vậy là mình đã cài đặt xong này. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đăng nhập nhé. Các bạn lưu ý nhé, trước khi các bạn đăng nhập lần đầu tiên đấy thì các bạn cần phải fake IP trước nhé. Nếu mà các bạn không có fake IP để đăng nhập lần đầu tiên thì các bạn sẽ bị lỗi. Và những cái lần sau mà các bạn đăng nhập vào đấy thì nó cũng lỗi nốt và các bạn sẽ không thể đăng nhập vào chơi game được nữa. Giống như mình này. Các bạn muốn fix được cái lỗi này thì các bạn cần phải xóa game đi và tải lại từ đầu nhé. Nếu không là các bạn sẽ không thể chơi được. Do là lúc nãy mình đã fake IP trước rồi, nếu mà bạn nào chưa fake IP thì các bạn tải lấy một cái app fake IP về rồi fake IP qua Singapore nhé. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành mở game lên và đăng nhập thôi. Cái này thì các bạn chỉ cần fake IP lần đầu tiên để đăng nhập vào game để đăng ký cái IP với máy chủ của game thôi nhé. Sau khi các bạn đã fake IP lần đầu tiên và đăng nhập thành công thì những cái lần tiếp theo các bạn đăng nhập vào game thì các bạn sẽ không cần phải fake IP nữa. Nên là nó sẽ chỉ hơi khó và rắc rối nhất ở cái bước đầu tiên. Đó là các bạn thường thì sẽ mở lên và đăng nhập vào ngay, không có fake IP và nó bị lỗi và sẽ không thể chơi được. Ui, dạo này đứt cáp quang mạng nó lag quá. Loát mỗi cái này mà không thể loát nổi nữa. Sau khi nó loát cái này xong thì nó sẽ cần phải cập nhật một cái gói tài nguyên của game gần 100 MB nữa nhé. Do là mạng nó bị yếu và lag như này thì mình sẽ tua nhanh qua cái đoạn này và đến cái phần đăng nhập luôn nhé. Thực sự nó lag như này thì mình cũng không biết là nó sẽ đào bao lâu mới xong nữa. Sau khi chờ gần một tiếng nó mới tải xong cái dữ liệu kia thì cuối cùng mình cũng vào được đến cái phần đăng nhập này. Ở đây thì nó sẽ có 3 tài khoản để đăng nhập nhé. Tài khoản khách này, tài khoản Facebook và đăng nhập bằng cái tài khoản Play Game, đó là tài khoản Google đấy. Các bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản nào cũng được. Còn mình đây thì mình sẽ sử dụng tài khoản Facebook nhé. Tại vì tài khoản Facebook thì các bạn có thể đăng nhập được luôn cả trên iOS luôn nhé. Ok, bây giờ thì mình sẽ tiến hành đăng nhập nhé. Do là mình đang fake IP với lại đang đứt cáp quang nữa nên mạng khá là lag. Và khi mình ấn vào thì nó load sẽ khá là lâu nhé. Mình sẽ tua nhanh qua cái đoạn này luôn nhé. Rồi, như vậy là cuối cùng nó cũng đã đăng nhập vào được. Sau khi các bạn đã đăng nhập vào như thế này thì nếu mà các bạn thấy nó lag quá thì các bạn có thể thoát ra bên ngoài và tắt cái fake IP đi luôn nhé. Và những bạn nào mà mới chơi lần đầu tiên thì các bạn cần phải vào thực hiện thêm một vài những cái gọi là những cái nhiệm vụ làm theo hướng dẫn của nó để mà tập chơi nhé. Cái này thì nó sẽ có là tập sút này, tập truyền này, tập dây bóng qua người này. Nói chung là những cái kỹ năng có ở trong cái FIFA Football thôi. Mình thì không phải là tín đồ của tựa game này nên là cũng không có dành chơi mấy cái này cho lắm. Bạn nào là tín đồ của cái tựa game này thì chắc là quá quen với mấy cái thao tác này rồi. Trên đây là cách tải tựa game FIFA Football hay còn gọi là FIFA Mobile. Nếu các bạn không hiểu hoặc là lỗi ở một cái bước nào đấy thì vui lòng để lại comment bên dưới video của mình nhé. Mình sẽ cố gắng rep và trả lời các bạn sau. Còn bây giờ thì video của mình xin phép dừng lại tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Các bạn đừng quên để lại cho mình một like, một share cũng như một subscribe để ủng hộ mình nhé. Bye bye mọi người và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.